Chương 1: Dược lý học đại cương. Sau khi học xong, sinh viên có thể: 1. Nêu được những khái niệm cơ bản về thuốc, phân loại, hàm lượng và liều lượng thuốc. 2. Trình bày được quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa, thải trừ của thuốc. 3. Trình bày được các cách tác dụng của thuốc. 4. Kể được các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Những nội dung chính của bài: 1. Đại cương về thuốc. 2. Dược động học của thuốc. 3. Tác dụng của thuốc. 4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Thuốc là chất hoặc hỗn hợp các chất dùng cho người nhằm mục đích phòng bệnh, chữa bệnh, chẩn đoán bệnh hoặc điều chỉnh chức năng sinh lý cơ thể, bao gồm thuốc thành phẩm, nguyên liệu làm thuốc, vaccine, sinh phẩm y tế, trừ thực phẩm chức năng. Thuốc đóng vai trò quan trọng trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, nhưng thuốc không phải phương tiện duy nhất để giải quyết các bệnh tật, vì một số bệnh có thể tự khỏi hoặc chữa bằng các phương pháp khác mà không cần dùng thuốc. Thuốc nào cũng có tác dụng không mong muốn, ngay cả với liều thường dùng. Sử dụng thuốc như sử dụng con dao hai lưỡi, vì vậy, phải thận trọng, chính xác, cân nhắc kỹ từng người bệnh. Khi dùng thuốc rồi phải theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc để kịp thời xử trí. Có nhiều cách để phân loại thuốc. Dưới đây là một số cách phân loại thuốc thường sử dụng. Phân loại theo nguồn gốc: 1. Tự nhiên, gồm thực vật, động vật, khoáng vật. 2. Tổng hợp hóa học. 3. Bán tổng hợp. Phân loại theo dạng bào chế: 1. Dạng rắn, như thuốc bột, viên nén, viên nang cứng, viên sủi. 2. Dạng lỏng, bao gồm thuốc tiêm, dung dịch, hỗn dịch, siro. 3. Dạng mềm, như thuốc mỡ, thuốc kem, thuốc đạn, thuốc trứng. Phân loại theo tác dụng chữa bệnh, chẳng hạn như: 1. Thuốc chống lao. 2. Thuốc chữa sốt rét. 3. Thuốc chữa bệnh tim mạch. Hoặc phân loại theo tác dụng dược lý, ví dụ như: 1. Thuốc tê, thuốc bê. 2. Thuốc ngủ, an thần. 3. Thuốc tác dụng trên thần kinh trung ương. Hàm lượng thuốc là lượng thuốc nguyên chất có trong một đơn vị thành phẩm, một viên hay một ống. Một thuốc có thể có nhiều loại thành phẩm với hàm lượng khác nhau, vì vậy khi dùng phải chú ý xem kỹ thông tin trên hộp thuốc, vỉ thuốc để tránh nhầm lẫn. Liều lượng thuốc là lượng thuốc đưa vào cơ thể để phòng bệnh, chuẩn đoán bệnh hoặc điều trị bệnh. Đơn vị liều thường tính theo khối lượng hoặc đơn vị sinh học, nhưng cách phân loại liều có thể khác nhau tùy theo quan điểm sử dụng. Dựa vào cường độ tác dụng: 1. Liều ngưỡng, liều tối thiểu, là liều thấp nhất gây đáp ứng, có biến đổi nhẹ nhưng chưa truyền bệnh. 2. Liều điều trị là liều có tác dụng trên 50% cá thể và được áp dụng để điều trị. 3. Liều tối đa là liều cao nhất được sử dụng, nếu vượt quá liều đó có thể gây nguy hại cho người bệnh. 4. Liều độc là liều gây nhiễm độc cho cơ thể. 5. Liều chết. Lưu ý, liều này chỉ dùng trong thực nghiệm, dựa vào thời gian dùng thuốc. Liều một lần, liều một ngày, 24 giờ, liều một đợt điều trị, dựa vào giai đoạn bệnh. Có liều tấn công, liều duy trì, dựa vào độ tuổi, thì có liều dùng cho người lớn, liều dùng cho trẻ em. Tùy theo mục đích điều trị, thuốc có thể được đưa vào cơ thể theo các đường khác nhau. Cho dùng đường nào chăng nữa, thuốc cũng được hấp thu vào máu ở những mức độ khác nhau, sau đó sẽ xảy ra đồng thời hoặc tuần tự các quá trình phân bố, chuyển hóa, thải trừ thuốc. Các quá trình này chịu ảnh hưởng của rất nhiều yếu tố: cấu trúc hóa học, lý hóa tính của thuốc, dạng bào chế, đường dùng, trạng thái bệnh lý và yếu tố cá thể người bệnh. Hấp thu là sự xâm nhập của thuốc vào vòng tuần hoàn chung của cơ thể. Để có thể xâm nhập vào vòng tuần hoàn chung, phân bổ đến các tổ chức và thải trừ,
thuốc vượt qua các màng sinh học của tổ chức khác nhau, theo các phương thức vận chuyển khác nhau, như vận chuyển thuốc qua màng sinh học, có nhiều loại màng tế bào khác nhau, nhưng chúng đều có những thuộc tính và chức năng cơ bản giống nhau. Màng tế bào rất mỏng, có bề dày từ 7,5 đến 10 nanomet, có tính đàn hồi và có tính thấm chọn lọc. Thành phần cơ bản của màng là protein và lipid. Màng được chia làm 3 lớp, 2 lớp ngoài gồm các phân tử protein và một số enzyme, đặc biệt là enzyme phosphat, lớp giữa gồm các phân tử phospholipid. Các đường đưa thuốc vào cơ thể và sự hấp thu thuốc. Tùy theo mục đích điều trị, trạng thái bệnh lý và dạng bào chế của thuốc, người ta lựa chọn đường đưa thuốc vào cơ thể cho phù hợp để đạt hiệu quả điều trị cao. Có nhiều đường đưa thuốc vào cơ thể, nhưng có thể xếp vào hai loại đường chính là đường tiêu hóa và ngoài đường tiêu hóa. Hấp thu qua niêm mạc miệng, khi uống thuốc chỉ lưu lại ở khoang miệng một thời gian rất ngắn, từ 2 đến 10 giây, rồi chuyển nhanh xuống dạ dày, nên hầu như không có sự hấp thu ở đây. Tuy nhiên nếu dùng thuốc dưới dạng viên ngậm hoặc đặt dưới lưỡi, thì một số thuốc ưa lipid, không bị ion hóa, sẽ nhanh chóng được hấp thu theo cơ chế khuếch tán đơn thuần. Niêm mạc miệng, đặc biệt là vùng dưới lưỡi, có hệ thống mao mạch phong phú, nằm ngay dưới màng đáy của tế bào biểu mô, nên thuốc được hấp thu nhanh, vào thẳng vòng tuần hoàn chung, không qua gan, tránh được nguy cơ bị phá hủy bởi dịch tiêu hóa, và chuyển hóa bước 1 ở gan. Trong thực tế lâm sàng, người ta đặt dưới lưỡi một số thuốc chống cơn đau thắt ngực, như nitroglycerin, isosorbid dinitrat, nifedipine, biệt dược, adalat, thuốc chống co thắt phế quản, như isoprenaline, một số hormone. Các thuốc dùng qua niêm mạc miệng, cần phải tan trong nước, không gây kích ứng niêm mạc, và không có mùi khó chịu. Hấp thu qua niêm mạc dạ dày. Sau khi uống, thuốc từ khoang miệng đi nhanh qua thực quản, khoảng 10 giây đối với chất rắn, từ 1 đến 2 giây đối với chất lỏng, rồi chuyển xuống dạ dày. Niêm mạc dạ dày chủ yếu là niêm mạc tiết, không có nhung mao, khe hở giữa các tế bào biểu mô rất hẹp. Mặt khác ở dạ dày hệ thống mao mạch ít hơn nhiều so với ruột non, pH dịch dạ dày lại rất thấp, từ 1 đến 3, nên nói chung chỉ những thuốc có hệ số phân bố lipid trên nước cao mới được hấp thu qua niêm mạc dạ dày. Hấp thu qua niêm mạc ruột non. Niêm mạc ruột non là hơi hấp thu tốt nhất trong số các niêm mạc đường tiêu hóa, và hầu hết các thuốc được hấp thu ở đây vì có một số đặc điểm sau: diện tích tiếp xúc lớn, hệ thống mạch máu phong phú, bờ tự do của các tế bào biểu mô của nhung mao lại chia thành các vi nhung mao nên diện tích hấp thu của niêm mạc ruột non được tăng lên rất nhiều, cộng hệ thống mao mạch phong phú tạo điều kiện cho việc hấp thu. Nằm ngang dưới lớp màng đáy của tế bào biểu mô của nhung mao là hệ thống dày đặc các mao mạch với lưu lượng máu cao, khoảng 0,9 lít trên phút. Cộng bề niêm mạc ruột non có nhiều các chất mang, nên ngoài cơ chế khuếch tán đơn thuần, ở đây quá trình hấp thu thuốc còn được thực hiện theo cơ chế khuếch tán thuận lợi và vận chuyển tích cực. Như vậy, hầu hết các thuốc tùy theo tính chất, chúng có thể được hấp thu qua niêm mạc ruột non theo những cơ chế khác nhau. Hấp thu qua niêm mạc ruột già. Sự hấp thu thuốc của niêm mạc ruột già kém hơn nhiều so với niêm mạc ruột non vì diện tích tiếp xúc nhỏ hơn, chiều dài ruột già ngắn hơn nhiều so với ruột non. Trên niêm mạc lại không có các nhung mao và vi nhung mao, ít các enzyme tiêu hóa. Chức năng chủ yếu của niêm mạc ruột già là hấp thu nước, ion natri, ion kali và một số chất khoáng. Ngoài ra, một số chất tan trong lipid cũng được hấp thu ở đây. Đặc biệt, phần cuối của ruột già, tức trực tràng, có khả năng hấp thu thuốc tốt hơn, vì hệ tĩnh mạch phong phú, tĩnh mạch trực tràng dưới, và tĩnh mạch trực tràng giữa, nằm ở 2/3 dưới của trực tràng, đưa máu về tĩnh mạch chủ dưới về tim không qua gan, tĩnh mạch trực tràng trên đưa máu về tĩnh mạch cửa, qua gan. Như vậy, khi dùng qua đường trực tràng, tùy theo thuốc nằm ở phía nào của trực tràng, mà nó có thể vào thẳng tĩnh mạch chủ dưới, không qua gan hoặc phải qua gan, bị chuyển hóa bước 1 ở gan.
Dùng thuốc qua đường trực tràng ngoài mục đích tác dụng tại chỗ, như điều trị táo bón, trị viêm trực tràng, còn dùng để có được tác dụng toàn thân, như thuốc ngủ, thuốc an thần, thuốc hạ sốt, giảm đau. Cần lưu ý ở trực tràng, do chứa lượng dịch ít, nồng độ thuốc đậm đặc, nên thuốc được hấp thu nhanh, với lượng đáng kể, do đó trong một số trường hợp tác dụng nhanh hơn đường uống. Dạng thuốc dùng qua đường trực tràng là thuốc đạn hoặc thuốc thụt. Người ta dùng đường trực tràng trong những trường hợp không uống được, như hôn mê, tắc ruột, co thắt thực quản, hoặc thuốc có mùi vị khó chịu. Hấp thu qua đường tiêm dưới da, tiêm bắp thịt và tiêm tĩnh mạch. Có nhiều đường tiêm khác nhau nhưng thông dụng nhất là tiêm dưới da, tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm truyền. Khi tiêm dưới da hoặc tiêm bắp thịt, thuốc hấp thu nhanh hơn, hoàn toàn hơn so với đường uống và ít nguy cơ rủi ro hơn so với tiêm tĩnh mạch. Tốc độ hấp thu qua đường tiêm dưới da và tiêm bắp phụ thuộc vào độ tan của thuốc, nồng độ dung dịch tiêm, vị trí tiêm, sự phân bố mao mạch và lưu lượng máu đến nơi tiêm. Tiêm dưới da thuốc hấp thu chậm hơn và đau hơn tiêm bắp thịt, vì ở dưới da có nhiều ngọn dây thần kinh cảm giác hơn và hệ thống mao mạch ít hơn bắp thịt. Bề mặt tiếp xúc của mạng lưới mao mạch ở dưới da nhỏ hơn ở bắp thịt từ 4 đến 6 lần. Mặt khác, ở bắp thịt khả năng thiết lập lại cân bằng về áp suất thẩm thấu nhanh hơn dưới da. Tiêm bắp là đưa thuốc vào cơ, thuốc hấp thu nhanh hơn tiêm dưới da, nhưng một số thuốc gây hoại tử cơ thì không được tiêm. Tiêm tĩnh mạch là đưa thẳng thuốc vào máu nên thuốc hấp thu hoàn toàn, thời gian tiềm tăng rất ngắn, đôi khi gần bằng không. Dùng đường tiêm tĩnh mạch trong trường hợp cần có sự can thiệp nhanh của thuốc, giải độc khi bị ngộ độc, truyền máu trong mất máu cấp, hoặc đối với những chất gây hoại tử khi tiêm bắp như dung dịch canxi clorid, uabain. Khi cần đưa một lượng lớn dung dịch thuốc vào cơ thể người ta tiêm truyền nhỏ giọt tĩnh mạch. Cần chú ý không tiêm tĩnh mạch các hỗn dịch, các dung dịch dầu, các chất gây kết tủa protein huyết tương, vì có thể gây tắc mạch. Cũng không tiêm tĩnh mạch các chất gây tan máu, hoặc độc với tim. Tốc độ tiêm tĩnh mạch không được quá nhanh, ít nhất phải bằng một chu kỳ tim, vì tiêm nhanh sẽ tạo ra một nồng độ thuốc cao đột ngột dễ gây truy tim, hạ huyết áp, thậm chí có thể tử vong. Hấp thu qua đường hô hấp, phổi được cấu tạo từ ống dẫn khí, các phế quản và tiểu phế quản, và các phế nang, và các ống dẫn khí có mạng mao mạch phong phú bao quanh. Đặc biệt, bề mặt tiếp xúc của các phế nang rất lớn, từ 70 đến 100 mét vuông, nên thuận lợi cho việc trao đổi khí, và hấp thu thuốc. Phổi là nơi hấp thu thích hợp nhất đối với các chất khí, rồi đến các chất lỏng bay hơi như thuốc mê thể khí, thuốc lỏng bay hơi. Các chất rắn cũng được dùng qua đường hô hấp, dưới dạng khí dung, để điều trị viêm nhiễm đường hô hấp. Các cơn hen, tốc độ và mức độ hấp thu của những thuốc ở dạng này phụ thuộc chủ yếu vào kích thước của các tiểu phân. Hấp thu qua da, thông thường người ta dùng thuốc bôi ngoài da với mục đích tác dụng tại chỗ, khả năng hấp thu của da nguyên vẹn, không bị tổn thương, kém hơn nhiều so với niêm mạc. Lớp biểu bì bị sừng hóa chính là hàng rào hạn chế sự hấp thu thuốc của da. Lớp biểu bì này không có hệ thống mao mạch và chứa một hàm lượng nước rất thấp, khoảng 10%. Do đó hầu như thuốc không được hấp thu ở đây mà chỉ có một lượng không đáng kể đi qua da để rồi tiếp tục được hấp thu. Những chất ưa lipid đồng thời lại có tính ưa nước ở mức độ nhất định, được hấp thu một phần qua da. Ngược lại, những chất chỉ ưa lipid mà không ưa nước được hấp thu rất ít qua da. Khi bị tổn thương mất lớp hàng rào bảo vệ, khả năng hấp thu của da tăng lên rất nhiều, có thể gây ngộ độc, nhất là khi bị tổn thương diện rộng. Đối với trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, lớp tế bào sừng hóa chưa phát triển nên da có khả năng hấp thu tốt hơn, do đó cần thận trọng khi dùng thuốc ngoài da cho trẻ. Đó cũng là lý do vì sao những trẻ bị eczema không nên bôi các chế phẩm có các corticoid mạnh. Ngoài việc dùng thuốc bôi trên da với tác dụng tại chỗ, ngày nay người ta đã dùng thuốc trên da với tác dụng toàn thân dưới dạng miếng dán, pat. Phương pháp này thường dùng cho những thuốc có hiệu lực mạnh, liều dùng thấp, dưới 10mg trên ngày, đồng thời những thuốc có nửa đời sinh học rất ngắn hoặc chuyển hóa bước một cao như nitrofurantoin, nitroglycerin, propranolol, alprenolol, lidocaine.
Dùng thuốc hấp thu qua da dưới dạng miếng dán có ưu điểm là nó có thể duy trì được nồng độ ở huyết tương ổn định trong thời gian dài. Tuy nhiên, dạng thuốc này có nhược điểm là có thể gây dị ứng hoặc kích ứng tại chỗ. Trong trường hợp đó nên thay đổi vị trí dán khoảng 3 ngày trên lần, thậm chí có thể ngắn hơn. Hấp thu qua các đường khác, ngoài các đường dùng đã nêu ở trên, thuốc còn được sử dụng theo nhiều đường khác như gây tê tủy sống, tiêm vào màng khớp các hormone vỏ thượng thận để điều trị viêm khớp dạng thấp, nhỏ thuốc vào niêm mạc mũi để điều trị viêm mũi. Niêm mạc mũi có khả năng hấp thu gần tương đương với niêm mạc dưới lưỡi nên khi dùng các chất cường alpha, adrenergic dưới dạng thuốc nhỏ mũi có thể gây tăng huyết áp, tăng nhịp tim đặc biệt đối với trẻ em. Khi dùng thuốc nhỏ mắt để điều trị các bệnh về mắt, một phần thuốc có thể được hấp thu, đặc biệt là các thuốc có bản chất axit yếu hoặc bazơ yếu. Sau khi được hấp thu vào máu, thuốc có thể tồn tại dưới dạng tự do, một phần liên kết protein huyết tương hoặc một số tế bào máu. Ngoài ra đối với một số ít thuốc có thể một phần bị thủy phân ngay trong máu, từ máu thuốc được vận chuyển đến các tổ chức khác nhau của cơ thể. Liên kết thuốc với protein huyết tương. Liên kết thuốc với protein huyết tương có ảnh hưởng rất lớn đến sự phân bố thuốc trong các tổ chức, do đó có ý nghĩa quan trọng đối với tác dụng của thuốc. Trong đa số các trường hợp protein huyết tương liên kết với thuốc chủ yếu là albumin, nhưng cũng có một số trường hợp là globulin, thường là các chất có nguồn gốc nội sinh như corticoid, insulin, testosterone, estrogen, vitamin. Liên kết thuốc với protein huyết tương thường có tính thuận nghịch, chỉ có rất ít trường hợp là không thuận nghịch. Các trường hợp liên kết đồng hóa trị đối với các dẫn chất ankin kìm hãm tế bào. Thuốc không thể phản ứng với mọi phân tử sinh học trong cơ thể, thường chỉ gắn đặc hiệu với một loại phân tử hoặc một nơi của phân tử đó mà thôi, nơi đó là receptor. Cụ thể, thuốc cần kết hợp với receptor để phát huy hoạt tính của nó hoặc để kìm hãm hoạt tính của những thuốc khác. Thuốc ở dạng tự do trong huyết tương sẽ đi qua thành mao mạch để đến các tổ chức. Sự phân bố thuốc đến các tổ chức phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cấu trúc hóa học và lý hóa tính của thuốc, kích thước phân tử, hệ số phân bố lipid trên nước, ái lực của thuốc với protein của tổ chức, lưu lượng máu đến các tổ chức, tính thấm của màng, hàm lượng lipid ở tổ chức. Trong trường hợp bệnh lý, quá trình phân bố thuốc có thể bị thay đổi do sự rối loạn của một số chức năng sinh lý nào đó của cơ thể. Một số tổ chức do có những đặc điểm riêng về cấu trúc nên sự phân bố thuốc ở đây có những nét khác biệt cần phải tính đến trong thực tế lâm sàng. Chuyển hóa hay còn gọi là sinh chuyển hóa đối với thuốc là quá trình biến đổi của thuốc trong cơ thể dưới ảnh hưởng của các enzyme tạo nên những chất ít nhiều khác với chất mẹ, được gọi là chất chuyển hóa. Trừ một số ít thuốc sau khi vào cơ thể không bị biến đổi được thải trừ nguyên vẹn như các chất vô cơ thân nước, strychnine, các nhóm kháng sinh, nhóm amino glycosid. Còn phần lớn các thuốc lớn đều bị chuyển hóa trước khi thải trừ. Chuyển hóa thuốc có thể xảy ra ở các tổ chức khác nhau như thận, phổi, lách, máu, nhưng chủ yếu xảy ra ở gan. Nói chung, qua chuyển hóa phần lớn thuốc bị giảm hoặc mất độc tính, giảm hoặc mất tác dụng. Mặt khác, qua chuyển hóa thuốc dễ dàng bị thải trừ. Chính vì những lý do trên, người ta nói quá trình chuyển hóa là quá trình khử độc của cơ thể đối với thuốc. Một số thuốc chỉ sau khi chuyển hóa mới có tác dụng, đặc biệt có một số chất sau khi chuyển hóa lại tăng độc tính. Các thuốc có tính kiềm. Khi uống bị trung tính hóa bởi axit dịch vị ngay ở dạ dày như natri salicylat, natri hydrocarbonat. Vì thế, các chất có tính kiềm muốn tránh bị phá hủy ở dạ dày thì phải dùng viên có vỏ bao bằng keratin hoặc gluten để thuốc tan ở ruột. Các thuốc bị phá hủy ở dạ dày do men pepsin như adrenalin, penicillin G, apomorphin hoặc bị men protease của tụy làm mất tác dụng phải dùng theo đường tiêm. Các thuốc ở dạng dầu được dịch mật nhu hóa, giúp cho việc hấp thu dễ dàng như các vitamin A, D, E tan trong dầu thì dùng theo đường uống sẽ hấp thu tốt hơn.
quá trình bài tiết dẫn đến sự giảm nồng độ thuốc trong cơ thể. Thông thường kết quả của chuyển hóa cũng làm giảm nồng độ có hiệu lực của thuốc. Do đó trong nhiều trường hợp người ta thường kết hợp khái niệm bài tiết và chuyển hóa bằng thuật ngữ chung là thải trừ. Thuốc được thải trừ nguyên dạng hoặc dưới dạng đã chuyển hóa nhưng trong quá trình thải trừ vẫn có thể gây ra tác dụng dược lý hoặc gây độc đối với nơi thải trừ. Ví dụ natri benzoat thải trừ qua dịch phế quản gây long đờm, dạng acetin hóa của các sulfamid gây tổn thương ống thận. Thải trừ theo nhiều đường, thận, tiêu hóa, hô hấp. Tốc độ thải trừ thuốc phụ thuộc vào nhiều yếu tố, tính chất của thuốc và trạng thái của các cơ quan bài tiết, đường đưa thuốc vào cơ thể, tỷ lệ liên kết thuốc với protein huyết tương. Thải trừ qua thận là đường thải trừ quan trọng nhất, khoảng 90% thuốc thải trừ qua đường này. Thông thường phần không liên kết với protein huyết tương của chất tan trong nước được thải trừ qua thận theo cơ chế lọc qua cầu thận, tái hấp thu ở ống thận và bài tiết qua ống thận. Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thải trừ thuốc qua thận như cấu trúc hóa học và tính chất lý hóa của thuốc, kích thước phân tử, mức độ phân ly, mức độ liên kết thuốc với protein huyết tương, pH nước tiểu, trạng thái chức năng của thận. Trong số các yếu tố nêu ở trên, pH nước tiểu có vai trò rất quan trọng vì nó ảnh hưởng đến tái hấp thu thuốc ở ống thận. Thải trừ qua đường tiêu hóa, tất cả những chất không tan, than hoạt, dầu paraffin, hoặc tan nhưng không có khả năng hấp thu mà dùng đường uống, magie sulfat, streptomycin, đều thải trực tiếp qua đường tiêu hóa. Tuy nhiên một số thuốc sau khi hấp thu được bài tiết qua các dịch của hệ thống đường tiêu hóa như mật, dịch dạ dày, nước bọt. Thải trừ qua đường hô hấp. Đường hô hấp là đường thải trừ nhanh nhất đối với các chất khí, các chất lỏng bay hơi như ete, chloroform, ancol, tinh dầu. Một số chất sau khi chuyển hóa cũng được thải trừ qua các phế nang, ví dụ các dẫn chất alkythiocyanat, có trong hành, tỏi. Sự thải trừ qua các phế nang thực hiện theo cơ chế khuếch tán đơn thuần. Mức độ thải trừ tăng lên khi thuốc ít tan trong huyết tương hoặc tăng lưu lượng máu tới phổi. Một số chất được bài tiết qua dịch phế quản, ảnh hưởng đến tính chất của dịch phế quản. Ví dụ natri benzoat khi bài tiết gây kiềm hóa dịch phế nang làm lỏng thành phần mucopolysaccharide do đó dễ thải trừ ra ngoài. Tác dụng long đờm, ngoài các đường thải trừ trên thuốc còn được thải trừ qua sữa mẹ, ancol, tuyến mồ hôi, dẫn chất action, muối kim loại nặng, nước mắt, các iodide, dẫn chất chất thủy ngân. Tác dụng chính là tác dụng muốn đạt được trong điều trị, còn tác dụng phụ là tác dụng không mong muốn có trong điều trị nhưng vẫn xuất hiện khi dùng thuốc. Ví dụ tác dụng hạ sốt, giảm đau, chống viêm là tác dụng chính của các thuốc nhóm này, còn tác dụng gây kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa là tác dụng phụ của chúng. Đôi khi đối với tác dụng của một thuốc trong trường hợp này là tác dụng phụ nhưng trường hợp khác lại là tác dụng chính. Ví dụ tác dụng giãn đồng tử của atropin là tác dụng phụ khi dùng atropin với mục đích chống co thắt cơ trơn, giảm đau trong các cơn đau do co thắt cơ trơn đường tiêu hóa. Tiết niệu, nhưng tác dụng đó lại là tác dụng chính khi nhỏ mắt để soi đáy mắt. Trong điều trị người ta thường tìm các biện pháp để hạn chế những tác dụng phụ của thuốc bằng cách chọn đường dùng thuốc thích hợp, thời điểm uống thuốc, dạng bào chế và có thể kết hợp với thuốc khác một cách hợp lý. Ví dụ với chlorohydrate người ta thường uống dưới dạng dịch treo hoặc dùng đường bơm trực tràng để tránh kích ứng niêm mạc đường tiêu hóa. Để hạn chế tai biến đường tiêu hóa do sử dụng kéo dài các thuốc chống viêm người ta thường dùng kèm với các thuốc kháng H2. Tác dụng tại chỗ và tác dụng toàn thân. Tác dụng tại chỗ là tác dụng xảy ra trước khi hấp thu, thường xảy ra ở nơi đưa thuốc. Ví dụ các thuốc chống nấm ngoài da, thuốc bao phủ vết loét niêm mạc đường tiêu hóa, kaolin, hydroxit nhôm. Tác dụng toàn thân là tác dụng xảy ra khi thuốc được hấp thu, phân bố đến các tổ chức và gây ra đáp ứng. Ví dụ, sau khi uống aspirin thuốc có tác dụng hạ sốt, giảm đau. Sau khi tiêm atropin thuốc làm giảm co thắt cơ trơn, cắt cơn đau do viêm loét dạ dày, hành tá tràng.
Cần chú ý có trường hợp dùng thuốc bôi ngoài da với mục đích tác dụng tại chỗ nhưng có thể gây ra ngộ độc. Tác dụng toàn thân, do da bị tổn thương rộng nên thuốc được hấp thu. Tác dụng chọn lọc và tác dụng đặc hiệu. Tác dụng chọn lọc là tác dụng của thuốc ở liều điều trị biểu hiện rõ rệt nhất trên một cơ quan nào đó của cơ thể. Ví dụ glycosidin tác dụng chọn lọc trên tim, strychnine tác dụng ưu tiên trên tủy sống, codein ức chế trung tâm ho. Khái niệm tác dụng đặc hiệu hay đặc trị thường dùng để chỉ tác dụng chọn lọc của thuốc thuộc nhóm hóa trị liệu trên một tác nhân gây bệnh nhất định. Ví dụ INH tác dụng đặc hiệu với trực khuẩn lao. Tác dụng hồi phục và tác dụng không hồi phục. Tác dụng hồi phục là tác dụng của thuốc có giới hạn nhất định về thời gian. Tác dụng đó sẽ biến mất và chức năng của cơ quan được hồi phục sau khi nồng độ thuốc được giảm xuống mức không đủ gây tác dụng. Ví dụ tác dụng gây tê của prozocaine chỉ kéo dài trong một thời gian ngắn. Tác dụng giãn đồng tử của atropine trong khoảng 7 đến 10 giờ, homatropine 1 đến 3 giờ. Tác dụng không hồi phục là tác dụng của thuốc làm cho một phần hoặc một tính năng nào đó của một tổ chức mất khả năng hồi phục. Ví dụ tetracycline tạo chơ lát bền vững với ion canxi ở men răng và xương, làm cho men răng có màu xỉn. Các chất độc phốt pho hữu cơ gây ngộ độc là do ức chế không hồi phục enzyme cholinesterase. Tác dụng hiệp đồng. Khi phối hợp hai hay nhiều thuốc nếu chúng làm tăng tác dụng của nhau người ta nói đó là tác dụng hiệp đồng. Có hai kiểu tác dụng hiệp đồng cộng và hiệp đồng tăng cường. Hiệp đồng cộng, additive effect. Hiệp đồng cộng là trường hợp khi phối hợp hai hay nhiều thuốc tác dụng thu được bằng tổng tác dụng của các thành phần. Loại hiệp đồng cộng thường xảy ra đối với các thuốc có cùng hưởng tác dụng dược lý. Ví dụ tác dụng buồn ngủ sẽ tăng lên nhiều khi dùng đồng thời thuốc ức chế hệ thần kinh trung ương. Nguy cơ gây chảy máu sẽ tăng lên ở những bệnh nhân dùng thuốc chống đông cùng với các salicylate. Khi dùng đồng thời hai hay nhiều thuốc chúng có thể làm giảm hoặc làm mất tác dụng của nhau. Tác dụng thu được luôn luôn nhỏ hơn tổng tác dụng của các thành phần, thậm chí có thể bằng không. Đó là tác dụng đối lập của thuốc. Tác dụng đối lập có thể do các thuốc tác dụng trên cùng một loại receptor hoặc trên các loại receptor khác nhau nhưng thể hiện đối lập trên cùng một cơ quan. Ví dụ đối lập giữa atropine và pilocarpine là do chúng cùng tác trên thụ thể M. Pilocarpine kích thích hệ M, còn atropine phong tỏa hệ M. Histamine tác dụng trên thụ thể H1 làm co cơ trơn phế quản. Còn isoprenaline tác dụng trên thụ thể adrenergic làm giãn cơ trơn phế quản. Các yếu tố ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc. Tác dụng của thuốc là kết quả của quá trình tương tác thuốc và cơ thể. Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến quá trình này như các yếu tố thuộc về thuốc, tính chất lý hóa, cấu trúc hóa học của thuốc, tương tác thuốc, các yếu tố thuộc về người bệnh, lứa tuổi, giới tính, và các yếu tố khác. Các yếu tố thuộc về thuốc như tính chất lý hóa, cấu trúc hóa học và tác dụng của thuốc trước tiên ảnh hưởng đến các quá trình dược động học sau đó và có thể đồng thời ảnh hưởng đến quá trình dược lực học của thuốc. Trong các tính chất lý hóa của thuốc, độ tan và mức độ phân ly có vai trò rất quan trọng. Độ tan của thuốc được xác định qua hệ số phân bố lipid trên nước, đó là tỷ số giữa nồng độ thuốc trong lipid và nồng độ thuốc trong nước. Mức độ hấp thu và phân bố thuốc phụ thuộc rất lớn vào hệ số phân bố lipid trên nước của chúng. Để có thể chuyển qua các màng sinh học, thuốc cần phải có hệ số phân bố lipid trên nước thích hợp. Những thuốc có hệ số phân bố lipid trên nước cao dễ thấm qua hàng rào máu não. Những thuốc trong phân tử có các nhóm chức năng chứa oxygen hoặc nitrogen thường tăng độ tan trong nước. Trong khi đó những phân tử thuốc có các chuỗi hydrocarbon không có khả năng ion hóa hoặc có cấu trúc vòng thường tăng độ tan trong lipid. Cấu trúc hóa học của thuốc bao gồm cấu trúc nhân, các nhóm chức năng có trong phân tử, hình dạng và kích THUOC phân tử, bản chất các mối liên kết giữa các nguyên tử, các dạng đồng phân của thuốc, tất cả những yếu tố đó quyết định ảnh hưởng của thuốc đối với cơ thể. Dạng dùng của thuốc cũng có ảnh hưởng đến cường độ tác dụng và kiểu tác dụng của thuốc.
Dạng thuốc nào giúp cho sự hấp thu thuốc càng nhanh thì tác dụng của thuốc xuất hiện càng sớm? Mức độ tác dụng của thuốc phụ thuộc vào số lượng receptor tương tác với thuốc, phụ thuộc vào nồng độ thuốc ở nơi tác dụng. Giữa nồng độ thuốc ở nơi tác dụng và nồng độ thuốc trong huyết tương cũng như liều lượng thuốc luôn luôn có mối tương quan nhất định. Vì vậy, khi nghiên cứu tác dụng của thuốc có thể khảo sát mối liên quan trực tiếp giữa liều lượng với tác dụng. Nói chung đối với mỗi bệnh nhân, tác dụng của thuốc sẽ tăng khi tăng liều lượng. Nhưng về mặt ý nghĩa điều trị không phải bao giờ tăng liều cũng có lợi vì đi kèm với việc tăng liều là những tác dụng phụ, thậm chí gây độc cho cơ thể. Cho nên tùy từng trường hợp cụ thể dùng liều cho thích hợp để thu được hiệu quả điều trị cao nhưng lại an toàn cho bệnh nhân. Đường dùng thuốc khác nhau có thể dẫn đến tác dụng khác nhau. Ví dụ, với thuốc magie sulfat nếu uống có tác dụng lợi mật, nhuận tràng, tẩy sổ tùy theo liều, nhưng nếu tiêm tĩnh mạch có tác dụng an thần, chống co giật, chống phù não. Có nhiều yếu tố thuộc về cơ thể ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc như lứa tuổi, giới tính, trạng thái bệnh lý. Tương tác giữa thuốc với cơ thể trẻ em có những nét khác với người lớn vì trẻ em đang trong quá trình phát triển. Mức độ trưởng thành của các tổ chức chưa hoàn thiện do đó có những đặc điểm sinh lý khác với người lớn. Do những đặc điểm trên nên vấn đề điều trị cần có thầy thuốc chuyên ngành cho trẻ em và không nên đơn giản hóa coi trẻ em là người lớn thu nhỏ lại. Ảnh hưởng của thuốc trên cơ thể trẻ em cũng có những điểm khác nhau giữa các lứa tuổi. Sự phân loại các nhóm tuổi của trẻ em chủ yếu dựa trên những biến đổi sinh học theo các giai đoạn khác nhau. Ở người cao tuổi chức năng sinh lý của các cơ quan nói chung đều giảm. Khả năng thích nghi của cơ thể kém nên dễ mắc bệnh và thường tồn tại các bệnh mãn tính, đồng thời có thể mắc nhiều bệnh cùng một lúc. Vì vậy khi điều trị cho người cao tuổi thường phải dùng nhiều loại thuốc, dễ dẫn đến những tác dụng không mong muốn. Cũng vì những lý do trên người cao tuổi sử dụng một tỷ lệ thuốc khác lớn trên tổng số thuốc tiêu thụ trong xã hội, ở Anh chiếm tỷ lệ khoảng 1/3, ở phần lớn các nước phát triển chiếm từ 25 đến 40%. Những biến đổi về chức năng sinh lý, những đặc điểm về trạng thái bệnh lý ở người cao tuổi ảnh hưởng đến các quá trình dược động học và ảnh hưởng trực tiếp đến tác dụng của thuốc. Bình thường tác dụng của thuốc đối với phụ nữ cũng giống như ở nam giới, nhưng ở phụ nữ có những thời kỳ sinh lý cần được lưu ý khi dùng thuốc, thời kỳ kinh nguyệt, thời kỳ cho con bú. Yếu tố cân nặng của cơ thể tuy ảnh hưởng không nhiều đến tác dụng của thuốc, nhưng trong thực tế cũng cần lưu ý đến yếu tố này để vận dụng phù hợp đối với từng trường hợp cụ thể. Quen thuốc. Quen thuốc là hiện tượng cơ thể chịu đựng một loại thuốc nào đó với liều ngày càng cao hơn. Quen thuốc còn có biểu hiện, muốn tiếp tục dùng thuốc nhưng không bắt buộc vì dùng có cảm giác dễ chịu, rất ít có khuynh hướng tăng liều. Thuốc làm thay đổi một phần tâm lý nhưng khi bỏ thuốc không biểu hiện nhiều rối loạn tâm lý, sinh lý. Nghiện thuốc. Nghiện thuốc là sự phát triển cao của quen thuốc. Nghiện thuốc được biểu hiện bằng các đặc điểm sau. Rất muốn dùng thuốc và tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu về thuốc. Có khuynh hướng tăng liều rõ rệt. Thuốc làm thay đổi nhiều về tâm lý và thể lực. Lệ thuộc vào thuốc. Nếu bỏ thuốc có những rối loạn mạnh về tâm lý và sinh lý. Thức ăn có thể làm thay đổi tác dụng cũng như độc tính của thuốc do ảnh hưởng đến các quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ thuốc. Hiểu được những ảnh hưởng này, người sử dụng sẽ chủ động lựa chọn thời gian uống thuốc hợp lý, biết phòng tránh một số loại thức ăn có ảnh hưởng nhiều đến tác dụng của thuốc, nhất là đối với những người bị bệnh mãn tính phải dùng thuốc lâu dài. Thuốc sẽ thay đổi hấp thu tùy theo độ axit của dạ dày. Ví dụ trong bữa ăn no, dạ dày sẽ ít toan hơn lúc đói, nên aspirin giảm hấp thu ở dạ dày. Khi no, sự tháo sạch của dạ dày chậm đi, thuốc sẽ nằm lâu ở dạ dày và do đó sẽ chậm hấp thu ở ruột. Chế độ ăn thiếu đạm, thiếu mỡ làm cho thuốc chậm chuyển hóa ở gan. Thuốc nào gây nôn sẽ bớt tác dụng phụ này khi uống cùng với sữa hoặc uống trong lúc no. Một số thuốc chậm hấp thu do thức ăn như amoxicillin, các sulfamid, aspirin, paracetamol, digoxin, furosemid, một số thuốc tăng hấp thu nhờ thức ăn, quy, vitamin, hydrochlorothiazide. Nước và chất lỏng cũng ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc. Nước giúp thuốc chóng tới tá tràng là nơi thuốc dễ hấp thu.
Nếu uống thuốc với quá ít nước hoặc nuốt thuốc mà không dùng nước, uống thuốc viên ở tư thế nằm, thì thuốc lưu lại thực quản lâu, dễ gây loét tại chỗ. Ví dụ, với chế phẩm chứa sắt, muối kali, theophylline, lancomycin, aspirin, nước còn cần khi chữa nhiễm khuẩn đường tiết niệu hoặc giúp tăng thải thuốc qua đường tiết niệu, ví dụ các sulfamid, bactrim, fansida, nước hoa quả, nước canh chua làm tăng phân hủy erythromycin, ampicillin, sữa chứa canxi, tạo được phức hợp làm giảm tác dụng của nhiều thuốc, tetracycline, muối sắt, lincomycin, không được hòa tan thuốc trong bình sữa cho trẻ bú, vì có thể trẻ không bú hết lượng sữa trong bình hoặc thuốc có thể dính vào thành bình, vào vú cao su. Sữa làm chậm hấp thu penicillin V, theophylline, sữa làm giảm kích ứng dạ dày của một số thuốc, cà phê, nước chè, cacao, một số thuốc dùng cùng các chất trên, những chất này chứa tannin, nên thuốc sẽ kết tủa và giảm hấp thu qua ống tiêu hóa, ví dụ dùng papaverine, atropine, ephedrine, chế phẩm chứa sắt, do làm lợi niệu, nên cà phê, chè, cacao giúp nhiều thuốc tăng thải, thuốc hạ sốt giảm đau, aspirin, paracetamol sẽ tăng tác dụng khi uống cùng chè. Cà phê, cimetidine ức chế chuyển hóa của caffeine, trong chè, cà phê, nên làm tăng độc tính của caffeine, như mất ngủ, bồn chồn, mê sảng. Caffeine kích thích thần kinh trung ương, nên đối kháng với thuốc ngủ, an thần, như khi uống cà phê cùng seduxen sẽ làm mất tác dụng gây ngủ của seduxen. Rượu etylic, liều cao rượu gây co thắt hạ vị, làm chậm sự tháo sạch của dạ dày, nên làm giảm tốc độ hấp thu penicillin V, diazepam, các vitamin. Rượu kích thích ống tiêu hóa, làm tăng tính thấm của một số thuốc mà lúc thường rất khó thấm, như khi uống rượu cùng streptomycin hoặc thuốc chống run sán. Nghiện rượu làm protein, huyết tương sút kém, nên nhiều thuốc sẽ khó gắn vào protein, huyết tương và tăng tác dụng, tăng độc tính. Ở người nghiện rượu, cần tránh mọi thuốc nguy hiểm cho người động kinh, suy gan, người loét dạ dày tá tràng. Một số thuốc cần dùng thận trọng ở người nghiện rượu, thuốc ngủ, an thần, thuốc chống dị ứng, isoniazid, tetracycline, chloramphenicol, ampicillin, các sulfamid, fansida, bactrim, các cephalosporin, tolbutamide, clorpromazepine. Trạng thái bệnh lý. Trạng thái bệnh lý cũng là yếu tố ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc. Cơ thể ốm nhạy cảm với thuốc hơn cơ thể lành. Một số thuốc